Từ truyện ngụ ngôn của Aesop bàn về tính thờ ơ với cái ác. Tác giả Thiên Bảo. Chuyện xảy ra khi một người nông phu đang gieo trồng những hạt giống cây gai dầu trên cánh đồng, nơi có chim nhạn và các loài chim khác trao lượn qua lại tìm kiếm thức ăn. Bỗng chim nhạn kêu lên: "Hãy coi chừng người đàn ông đó." Những chú chim khác lập tức hỏi: "Sao thế? Ông ấy làm gì vậy?" Nhạn trả lời: "Ông ấy đang gieo những hạt giống gai dầu. Hãy cẩn thận nhặt hết từng hạt, nếu không các bạn sẽ hối hận đó." Các chú chim khác không để tâm đến lời chim nhạn nói, và cây gai dầu ngày càng lớn và được dùng để bện thành dây. Mớ dây này được đan thành lưới. Rồi rất nhiều chú chim từng xem thường lời khuyên của chim nhạn đều bị mắc vào tấm lưới được đan từ chính cây gai dầu đó. "Sao tôi đã dặn rồi mà các bạn không nghe?" chim nhạn trách móc. Trong câu chuyện này, tác giả Aesop đã có lời bình như sau: "Hãy tiêu diệt mầm mống của cái ác, hoặc để nó lớn và hủy hoại bạn." Đây là một câu chuyện trong cuốn Truyện ngụ ngôn Aesop dành cho trẻ em. Aesop sinh khoảng năm 620 trước công nguyên, mất vào năm 564 trước công nguyên, là một nhà kể chuyện Hy Lạp được biết đến với rất nhiều truyện ngụ ngôn như Rùa và Thỏ hay Cậu bé chăn cừu. Những câu chuyện như thế này có nội dung cực kỳ đơn giản và xúc tích, với mục tiêu truyền tải những bài học căn bản về đạo lý nhân sinh cho trẻ em. Vậy thì qua câu chuyện này, rút ra bài học gì cho chúng ta? Câu chuyện buồn liên quan đến 5 người lao động Việt Nam. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, các trang tin Việt Nam đăng tin về việc Công an tỉnh An Giang đang truy bắt các nghi phạm trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép, sau đó bị tra tấn, ép đòi tiền chuộc. Vụ án này có những tình tiết đáng ghê rợn về việc 5 người Việt Nam, mà trong đó trẻ nhất là 22 tuổi. Vì tìm đường ra nước ngoài lao động nhưng lại bị kẻ xấu lừa bán sang Campuchia. Sau đó, 5 thanh niên này tiếp tục bị kẻ xấu đánh đập và đòi tiền chuộc. Cụ thể, các nạn nhân này bị chia ra giữ tại nhiều phòng, liên tục bị tra tấn dã man, quay video gửi về gia đình đòi tiền chuộc từ 300 đến 500 triệu đồng một người. Thấy gia đình các nạn nhân chần chừ, chúng liên tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép với gia đình. Đáng thương tâm nhất là một người trong số họ bị đánh đập tàn nhẫn đến mức chấn thương sọ não. Do không được cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Hiện thi thể của cậu này đã được đưa về Việt Nam mai táng. Không cần đi sâu vào chi tiết, chúng ta cũng có thể cảm nhận được những người trẻ này đã phải trải qua khoảng thời gian kinh hoàng như thế nào. Hoàn cảnh của họ được miêu tả lại chẳng khác nào rơi vào địa ngục trần gian. Và chúng ta cũng khó có thể biết được những sự việc tương tự như thế này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào. Vậy thì câu chuyện này liên quan gì đến chuyện ngụ ngôn của Aesop mà tôi đã nhắc đến ở trên? Chúng ta hãy cùng theo dõi các sự kiện tiếp sau đây. Cái ác bị phơi bày. Hiện tại, bộ phim No More Bets không còn đặt cược, phản ánh chủ đề lừa đảo viễn thông của Myanmar đang được chiếu ở Trung Quốc đại lục, đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc đối với các nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Song song với đó là việc truyền thông chính phủ Trung Quốc đưa tin ông trùm của tổ chức lừa đảo Đông Nam Á là Xà Trí Giang đã bị bắt ở Thái Lan gần một năm qua. Tỷ phú Xà Trí Giang sắp bị dẫn độ về Trung Quốc. Sau khi sa cơ, ông ta đã tiết lộ câu chuyện nội bộ gây chấn động liên quan đến bí mật đen tối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao nhất. Bởi vì lẽ đó nên một khi bị dẫn độ về Trung Quốc, Xà Trí Giang coi như nắm chắc trong tay bản án tử hình. Vì ông ta có liên quan đến đường dây các vòi bạch tuộc mà quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc là người đứng sau thao túng. Ông ta là mục tiêu cần phải diệt khẩu để bảo vệ rất nhiều quan chức đang hưởng lợi trong ngành công nghiệp tội phạm tại Đông Nam Á. Mới đây, phóng viên của Vision Times. Nếu bạn chưa biết về Vision Times thì đây là một trang truyền thông do các học viên Pháp Luân Công vận hành, có trụ sở tại Mỹ. Trang Việt ngữ của nó là trithức.vn.net đã tiếp cận phỏng vấn ông Xà, người đang bị giam trong nhà tù ở Bangkok, Thái Lan.
kể từ khi Vision Times và truyền thông nước ngoài khác đăng tải những tiết lộ của ông Xà Trí Giang về câu chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước. Ông đã bị ám sát hai lần trong tù nhưng đều sống sót. Sau các vụ ám sát, sự tức giận của ông Xà đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm. Ông quyết tâm tiếp tục vạch trần mặt tối của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước giới truyền thông. Cũng vì điều này mà các bạn có thể xem được nội dung video này ngày hôm nay. Nguồn tin của Vision Times nói rằng các ngành công nghiệp xám lừa đảo ở các quốc gia Đông Nam Á này đều liên quan đến dự án vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tất cả các ngành lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á đều là các ngành phụ của dự án này. Toàn bộ khu vực lừa đảo do Triệu Vĩ điều hành nằm ở Tam Giác Vàng, thánh địa thuốc phiện hung hiểm thuộc Myanmar, cũng liên quan trực tiếp đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã thu được lợi ích to lớn từ đây. Trong video, người Việt bị lừa bán sang Campuchia, ai là trùm cuối, được đăng trên Tinh Hoa TV vào tháng 8 năm 2022. Nội dung đề cập đến việc Xà Trí Giang được Mạnh Kiến Trụ, khi đó là bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của chính quyền Trung Quốc, âm thầm chống lưng ở phía sau. Sự nghiệp đen của Trí Giang ở Đông Nam Á phát triển nhanh chóng khi Mạnh Kiến Trụ còn chưa ngã ngựa và nắm quyền kiểm soát hệ thống công an và chính trị pháp luật. Ở Campuchia, Xà Trí Giang nhanh chóng trở thành tỷ phú đô la bằng cách tham gia vào việc thành lập thế lực ngầm ở Campuchia, buôn bán ma túy, kinh doanh sòng bạc, lừa đảo và thậm chí là mổ cướp nội tạng người thu lợi nhuận khổng lồ. Nói như vậy là để quý độc giả hiểu một điều: những nạn nhân người Việt bị lừa bán sang Campuchia, họ chính là nạn nhân trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những quan chức hủ bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết cục của những người thờ ơ trước cái ác. Albert Einstein từng nói thế này: thế giới sẽ không bị hủy diệt bởi những kẻ tàn ác, mà bởi những ai chứng kiến mà không làm bất cứ điều gì. Nói một cách thẳng thắn, khi bạn im lặng trước cái ác, cũng chính là đang đồng lõa. Khi bạn chấp nhận im lặng trước những kẻ ác, cũng chính là đang dung dưỡng cho một con quái vật. Đến một ngày nào đó, con quái vật đấy sẽ tìm đến bạn. Bài học này được thể hiện ra hết sức chân thực vào trước Thế chiến thứ hai. Các nước phương Tây đều lựa chọn im lặng khi Đức Quốc xã tấn công Ba Lan và tiến hành đàn áp diệt chủng người Do Thái. Các cường quốc phương Tây đều có niềm tin rằng Đức sẽ chừa mình ra. Họ vẫn tin như vậy cho đến khi Đức mở rộng cuộc chiến ra toàn châu Âu. Điều đó nói lên rằng không ai có thể an toàn trước cái ác. Tôi vẫn còn nhớ cách đây gần 10 năm, trên Tinh Hoa.net đã đăng những nội dung về sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi tiến hành đàn áp những người dân của chính nó. Có những bài viết với những câu chuyện chân thật, nội dung có những tình tiết cũng tương đồng như câu chuyện của năm thanh niên Việt Nam kể trên. Nhưng những bài viết luôn nhận được phần đông đa số những bình luận tiêu cực như sau: chuyện ở Trung Quốc thì liên quan gì đến Việt Nam? Thân mình lo chưa xong, lo chuyện bên Trung Quốc. Tin tức như thế này sao mà kiểm chứng được, không đáng tin. Tệ hơn, còn có những bình luận kiểu như: cho đáng đời người Trung Quốc. Tốt nhất là chuyện này xảy ra thường xuyên hơn. Quả thật là thời đấy, phần đông bình luận bên dưới các bài viết có nội dung này là những ý kiến như vậy. Do đó mới nói, thái độ của phần đông những người tiếp nhận là thờ ơ và đả kích. Tuy nhiên, qua một chặng đường quan sát, tôi nhìn thấy rằng những sự tình xảy ra trước mắt đã khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn. Mở đầu là bản tin về thi thể của bé Kim Phúc bị mổ lấy nội tạng và chôn ở gần biên giới Campuchia. Rất nhiều người bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sống lưng, như cảm thấy con quái vật hung ác đang đưa ánh nhìn quái ác về phía của mình. Những năm gần đây thì tin tức về những nạn nhân bị bắt cóc sang Campuchia càng xuất hiện nhiều hơn. Và người ta cũng chợt nhận ra một sự thật rất hiển nhiên: không ai có thể thờ ơ trước cái ác. Nạn nhân kế tiếp có thể là chính mình, hoặc ít nhất cũng là người thân của mình. Có lẽ chúng ta nên quay về những giá trị căn bản, đề cao sự tôn nghiêm và phẩm giá làm người, giống như cách những đứa trẻ học các bài học đơn giản từ những câu chuyện ngụ ngôn.